đòi số nợ đó về đây. Ở ngoài chờ tao. Xin hãy thứ tư cho gia đình tôi. Cháu nó bệnh nặng. Cảm ơn cậu. Tiền đây. Tốt, rất có năng lực. Đây là phi vụ giao dịch quan trọng, thành công hoặc trên. Rắn đã vào hang. Hàng. Lần sau nói chuyện có chủ ngữ vào. Hàng ngon. Tiền. Cầm tiền của bố không dễ đâu. Giữ ra đi. Anh đã bị bắt. Có mày không? Thì ra mày là cơm. Mày biết hơi muộn. Tốt lắm. Đưa túi tiền đây. Lên phường mà lấy.